Mesut Ozil tỏ rõ quyết tâm hoàn thành hợp đồng với Arsenal bất chấp việc anh không được câu lạc bộ trọng dụng. Theo phóng viên nổi tiếng của The Times, Duncan Castle cho biết Ozil đã từ chối đề nghị rất béo bở từ Ả Rập Saudi. Các câu lạc bộ Trung Đông không chỉ quan tâm đến Juan Mata của Man United mà họ còn rất thích Ozil. Thế nhưng tiền vệ sắp bước sang tuổi 32 người Đức không quyết định thay đổi cuộc sống vào thời điểm này. Quyết định của Ozil khi ban lãnh đạo Arsenal rất thất vọng và tức giận. Từ vị thế ngôi sao hàng đầu của câu lạc bộ, Ozil đã liên tục đứng vào thế đối đầu với họ sau khi gia hạn hợp đồng vào tháng Giêng năm 2018. Hồi đầu năm nay, tiền vệ người Đức cũng từng khiến Arsenal sôi máu vì từ chối giảm lương và nói thẳng anh không tin tưởng đồng tiền của mình được sử dụng chính đáng. West Ham sẽ sang tăng lương gấp đôi cho Declan Rice lên thành 120.000 bảng một tuần sau khi đã giữ chân thành công tiền vệ trẻ tài năng này. Những cầu thủ hiện đang nhận lương rất cao tại West Ham là Philippe Anderson và Andrei Yarmolenko. Trong đó, Anderson nhận 120.000 bảng một tuần nhưng đã chuyển tới Porto theo dạng cho mượn, còn Yarmolenko đút túi 100.000 bảng một tuần. Như vậy, nếu thông tin mà tờ The Sun đăng tải là sự thật, Declan Rice sẽ trở thành cầu thủ nhận mức ưu đãi tốt nhất tại The Hammers. Một bản hợp đồng mới cùng với một mức lương hậu hĩnh sẽ khẳng định vị thế số 1 của Declan Rice trong đội hình của David Moyes, đồng thời đảm bảo giá trị chuyển nhượng của tiền vệ 21 tuổi khi biết rằng anh vẫn nhận được sự quan tâm lớn lao từ Chelsea và rất nhiều câu lạc bộ lớn khác. Trước thêm Derby Milano, Ibrahimovic thông báo anh đã chiến thắng được Covid-19. Đây là thông tin rất đáng mừng đối với AC Milan, bởi Ibrahimovic đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình của Stefano Pioli. Sau hai lần ra sân ở mùa giải này, tiền đạo người Thụy Điển đã có được 3 bàn thắng. Anh có một pha lập công trong trận gặp Shamrock tại vòng loại Europa League và một cú đúp bàn thắng trong trận mở màn Serie A vào lưới Bologna. Sau khi kết thúc đợt tập trung tháng 10 của tuyển quốc gia, AC Milan sẽ có trận đấu quan trọng. Hay rồi Stefano Pioli sẽ chạm trán với đại kỳ địch cùng thành phố tại vòng 4 Serie A. Sau đó một tuần, họ sẽ khởi động hành trình Europa League với trận đấu gặp Celtic. Edinson Cavani không ngần ngại nhận chiếc áo số 7 và tin rằng bởi số áo này sẽ không quyết định những màn trình diễn của anh trên sân cỏ. Đó là một số áo rất đẹp, nhưng thành thật mà nói rằng tôi tin rằng số áo là vấn đề nằm ngoài chuyên môn. Một khi bước vào sân, số áo trên lưng của bạn không có ảnh hưởng gì cả. Chiếc áo số 7 từ Man United từng qua tay rất nhiều ngôi sao lớn, những người đã trở thành huyền thoại của đội bóng và đất nước này. Đó là vinh dự và cũng là trách nhiệm của tôi. Edinson Cavani là một trong 40 hợp đồng được Man United thực hiện ở ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè. Anh đã có khoảng nửa năm không thi đấu. Vì vậy, tiền đạo người Uruguay đang rất tích cực tập luyện với mục tiêu sớm ra mắt trong mùa áo mới. Victor Moses nhiều khả năng sẽ là cầu thủ thứ 30 chia tay Chelsea theo dạng cho mượn, chỉ tính trong phiên chạy hè năm nay. Ở mùa giải trước, Victor Moses đã cho Inter cũng theo dạng cho mượn, nhưng sau đó đại diện Serie A đã từ chối bỏ ra 9 triệu bảng để mua đứt cầu thủ 29 tuổi. Theo ghi nhận từ truyền thông Anh, cầu thủ người Nigeria sẽ gia hạn hợp đồng thêm 1 năm trước khi chuyển đến Spartak Moscow để giúp đội bóng tại London thu về một khoản phí chuyển nhượng cho mượn, được cho là 8 triệu bảng nếu câu lạc bộ Nga quyết định mua đứt vào mùa hè 2021. Nếu thương vụ này thành công, Spartak Moscow sẽ trở thành câu lạc bộ thứ 6 mà Victor Moses đã thuê dàn cho mượn từ Chelsea. Cặp bên Stamford Bridge vào mùa hè 2012, cầu thủ này đã có 128 lần ra sân, ghi được 18 bàn thắng nhưng liên tục bị đem đi cho mượn. Huấn luyện viên Paul Hozo yêu cầu Văn Thanh không được chủ quan với chấn thương của mình. Ông muốn Văn Thanh sáng mai tranh thủ gặp bác sĩ Choi Yu-yeon để kiểm tra tình hình trước khi bay trở lại Pleiku để chuẩn bị cho lượt đấu thứ hai. Văn Thanh cho biết, huấn luyện viên Paul Hozo động viên tôi. Ông ấy bảo tôi đừng buồn sau trận thua này vì các cầu thủ ngoài Anh gia lai đã chơi rất nỗ lực. Văn Thanh xuống trường là điểm sáng trong một bức tranh buồn của đội bóng phố núi trong trận thua 1-4 trước Viettel. Ngoài bàn thắng của Văn Thanh, xuống trường cũng đã mang đến nhiều tình huống có thể chuyển hóa thành bàn. Sau trận thua 1-4 trước Viettel, Hoàng Anh gia lai đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Vào ngày 15 tháng 10 tới đây, Hoàng Anh gia lai sẽ tiếp đấu Hà Nội trên sân nhà.